Chào tất cả mọi người ha. Hôm nay very careful, vô cùng cẩn thận nha. Ba sàn đều xuống cả. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 tột banh xác. Thời điểm này là thời điểm restart. Nhớ không? 12 đến 16 lần một năm. Thì đây là thời điểm một trong 12 đến 16 lần đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mọi người phải bán vì nó đã có lời rồi. Những con có lời thì phải bán, còn những con không có lời thì kệ nó. Để đó. Cộng 1, cộng 2, cộng 3, C1, C2, C3, whatever. Để yên đó. Don't move. Không nhúc nhích nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào con tiếp theo. Chính xác là AMT là một trong những công ty làm về truyền thông. Nó là một công ty công nghệ, technology thì gọi, người nhìn cái tên là thấy là biết là hiểu rồi ha. Mình mua phải mua dưới 5.8 nha, 5.5 vẫn ok, và chúng ta TD vẫn được 30% thì chúng ta có thể đẩy. Cao nhất của nó là 13.3 và thấp nhất là 2.6. mua cái này thì chúng ta phải bỏ với C2 vì đây là một công ty của Australia, của Úc, không phải của Mỹ. Cái value của nó là đang rất là cộng so với thời điểm tuần rồi là cộng hơn 3 đồng, và hồi tháng so với tháng trước thì nó lên hơn 2.7. Thì dựa vào cái này thì chúng ta phải bỏ nó C3, C2 nha. Cái value của nó thì cộng thì có như là một, nếu mà quý vị bỏ tháng quý vị lời một cái mua khoảng 6 đồng lời khoảng 2 đồng mấy 3 đồng cũng ok, đến nỗi nổi nào đúng không? Bị chúng ta đi theo lượng xe mà ta phải mua một cái đó. Cái value là cộng cái tổng cái cap của nó đó, tổng vốn trên sàn hiện tại là trừ, bị nó có vài chục triệu đô thôi, không đáng kể cho lắm. Cái rotate thì cái độ dao động của bạn của biểu đồ là lên tới 4 đô lần. Có nghĩa là rất là cao. Một cái stock mà trị giá như vậy, khi mà nó dao động như vậy là hơn phân nửa rồi. Có nghĩa là ai mua cái giá gần nhất và TD ngày hôm nay vẫn ok, nhưng mà nó không nằm ở trong cái SD zone, là cái safety zone, thì mọi người cẩn thận nha. Ok, cứ cân nhắc mà mua. Thì nó không nằm ở Mỹ nha, và 13 năm. Cái còn cái thông tin của nó là chỉ là tương đối thôi. Nhưng mà nó vẫn là cộng. Giờ chúng ta phải đi qua con tiếp theo. Ok, con OCG này thì tôi không có bỏ lên nữa, tại vì mấy ngày trước đã bỏ lên rồi. Và chúc mừng tất cả những student của mình, ai đã lấy được con OCG mấy ngày trước. Nếu mà mọi người coi video kỹ thì mọi người tìm cách lấy được nó, thì bây giờ là thời điểm bán nha. Everyone have to sell it today. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ có được những thông số. Vì đây không phải là công ty của Mỹ, thì tôi nói rồi, khi nào mà không phải là công ty của Mỹ thì mọi người mua thì mua ít và mua rộng cân nhé. Ít share thôi, đừng nạn một đống vô nha. That's too much. Và thật sự nó mới lấy được cái hợp đồng, bởi vì giá nó tăng rất là cao. Nhưng vì là một công ty không phải của Mỹ, sau hợp đồng thì giá nó tuột kinh khủng luôn. Thì bây giờ mọi người thấy là so với hồi tháng rồi á, nó lên hơn 150%. Có nghĩa là hồi tuần rồi quý vị mà mua nó theo cái giá của tôi thì quý vị đã lượm về gọi là 300% của nó rồi. Nó. Nhưng mà ai muốn biết giá nó bao nhiêu thì mọi người lục lọi mà coi ha. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái con tiếp theo. Và đã chúc mừng tất cả những cái student của mình đã mua được. Ok. Và mọi người lời không?
gọi là 300% trong vòng bao nhiêu? Chỉ là một tuần thôi. Ok, chỉ vài bữa thôi mà mọi người lời như vậy là rất là good. Rất là good. Đây là cho những người gọi là good listener. Còn quý vị tự mua như thế nào đó thì tôi không biết. Nhưng mà tốt nhất là thời điểm này, cái con này là thời điểm rất là cao. Ai mà quyết định mua nó thì làm ơn đừng có mua. Mua là mọi người ôm hơi bị lâu đó nha. Bây giờ đây là một cái đỉnh 300%, thì có nghĩa là mọi người nhào vô một cái là làm sao? Là ôm, thời gian ôm rất là lâu. Thì để mình biết thôi. Đây là những gọi là cái cách phân biệt để chúng ta, khi mà nó đã lên quá bán, gọi là quá nửa, từ 50-60 đến 100% là chúng ta đừng nên đụng vô nữa. Và nó đã lên 300% rồi thì chúng ta tốt nhất là tránh xa càng tốt. Chỉ để nó quá sao thôi. Nếu mà mua thì mua vài share để đó thôi, nó cũng không có đáng là bao. Cái qua còn tiếp theo. Ok, mọi người mua cái giá hiện tại được công ty này vì nó mới mở sàn thôi, không sao cả. Thì mua để vài bữa chúng ta có thể bán được. Nếu mà mọi người muốn lời nhiều thì để C2. Có nghĩa là đây là một trong những công ty hàng không mới. Actually thật sự nó cũng không ở mới lắm đâu. Nó cũng được 4 năm rồi, nhưng mà nó mới nên là nó chỉ mới lên sàn thôi. Đây là một trong những công ty airline còn trinh. Công ty mẹ nằm ở ở Mỹ nha, chính xác hơn là ở Minnesota. Thì trong vòng 4 năm đó thì nó có khoảng 2.000 nhân viên. Thì có nghĩa là bao gồm phi công, kỹ thuật viên, tiếp viên hàng không, hỗ trợ mặt đất, sửa chữa này nọ, tất cả luôn. Thì nó có khoảng 2.000 người. Và vốn là công ty tỷ đô, nó gần 2 tỷ đô. Là một trong những thằng airline cũng gọi là tiềm năng vì công ty mới. Thì coi như là cái dịch vụ khách hàng và mọi thứ nó sẽ test, nó sẽ được focus nhiều hơn những công ty mà đã phát triển rồi và đang phát triển. Thì những cái focus mới này nọ, thứ nhất là máy bay mới hơn, đội ngũ tiếp viên đương nhiên là khi mà mới tuyển thì có vẻ là không có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà người ta có nhiều cái mới, phục vụ có thể là tốt hơn, mới hơn, lạ hơn. Và những cái system, những cái stereo system ở trên máy bay là đẹp hơn, chuẩn hơn, mới hơn. Và ghế ghiếc đồ thị nó sạch sẽ hơn. Nó có rất, rất là nhiều cái lợi thế hơn. Nhưng mà anyway thì mọi người cứ cân nhắc mà mua. Mua ít, số lượng ít thôi. Nhưng nhớ nha, mỗi cái thì dưới 2.000. Đó là quy tắc. Nhưng mà mọi người muốn thành công thì đừng có rush. Cái value, cái độ value của biểu đồ thì những công ty hàng không lúc nào cũng rất là khủng. Cái độ mà độ chạy của biểu đồ nó thì lúc nào cũng vậy hết á. Nó dao động rất là ghê. Thì mọi người mua thì cứ canh. Và okay, đặc biệt là nốt những cái thông tin cần thiết để chúng ta mua vì ông chạy. INO là của Mỹ. Thì những cái service, những cái transportation thì nó chuyên về mấy cái đó thôi. Ok, là những cái truck service, nó giống như là một cái công ty vận chuyển vậy đó. Thì chúng ta sẽ mua khoảng dưới 7 đồng. Và ID Trading thì mua khoảng 7 đồng 3. Cái cao nhất của nó là hiện tại là 12. Ok. Thì cái thấp nhất của nó là 0.2, có nghĩa là cái độ dao động công ty này, có nghĩa là độ rotation của nó quá kinh khủng nên chúng ta không cần để nữa. Và mua thì mua C2 thì mới mà lời nhiều hơn. Cái value của nó là lên rất là nhiều. Thì value của nó là đang nâng, có nghĩa là rất là cộng. Nhưng mà cái tổng vốn vẫn là em trừ. Công ty này nằm ở US, là nằm ở Mỹ, cũng 20 năm trên thị trường rồi. Và thật sự cái kiểu và cái độ dao động như thế này thì nó rất là tương đối cao. Thì một tháng nó có thể lên hơn 60% và một tuần lên hơn 60% nha. Còn tháng thì nó lên gần 20% thôi. Và năm
trong vòng khoảng 3 tháng là lên 300-400%, thì có nghĩa là gì? Khi mà quý vị bỏ vô từ C2 vì dục nó xuống C3 thì có nghĩa là cái độ dao động của mình trừ đi được là nó phải hơn 300%. Vì biểu đồ cho biết là nó là hơn 400%, và mình trừ tất cả những khấu trừ những cái tỷ lệ hụt, những cái hợp đồng, những cái accident nào này nọ, thì chúng ta trừ đi 1/4 của nó, là trừ cái độ trừ rất là nhiều rồi. Thì có nghĩa là như vậy, là chúng ta nếu mà để ở C3 là quý vị lời 300%. Có nghĩa là bây giờ mua, ví dụ mua 10 đồng đi, thì quý vị bán như thế nào? At least cũng được 20. Làm gì làm thì chúng ta không thể nào thiếu những công ty transportation, nó vận chuyển hàng, nó dọn nhà giùm chúng ta. Làm gì làm, những công ty này nó vẫn gọi là ăn nên làm ra. Vô cùng, nó có cái time, cái limit time của nó, nhưng mà depend vô cái situation nó ở những cái tiểu bang nào, thì nó sẽ là việc, nói chung là công ty mẹ đó là ở New York, thì mọi người thấy không? Ví dụ cái tiểu bang đó mà đem vào Iowa đi, thì là xong, là bỏ tay rồi đó. Rất là ít người và xa xôi. Ok, và cái độ dân cư, độ mật độ dân số, giống như là tỷ lệ làm ra tiền, tỷ lệ ăn xài của người ta thấp hơn New York. Thì công ty là đương nhiên nằm ở New York thì đương nhiên nó phải khá hơn rồi. Nha. Ok, hôm nay tạm thời chúng ta sẽ ngừng ở đó, và mọi người chuẩn bị homework nha. Mọi người muốn giỏi, muốn pro thì mọi người phải, thứ nhất là cố gắng làm homework. Cái tâm chúng ta phải tốt, và cái đầu chúng ta phải tính, phải nhớ những gì mình học, áp dụng vào. Những cái homework này là những homework do by yourself thôi, này là tự làm để nâng cái kiến thức quý vị thôi, không có cần phải submit cho tôi. Ok, KC. Đó, thì chúng ta bắt đầu tự tìm hiểu lấy. Tất cả những con đều mua được hết á. Chúng ta mua ở đâu thôi, mua với giá bao nhiêu, ANNX. Đó là cái gì? Vốn viết giá cả như thế nào, F1 bao nhiêu, C nào, AV, ID. Đó, bây giờ nó xanh hay nó đỏ, tất cả những thông số nó sẽ nói lên hết, không cần ai cho quý vị thông tin đâu. INBX, những thông tin trên mạng toàn là những cái thông tin đi đêm. Thật sự mình thấy những người đi đêm mình mệt lắm, và quý vị cũng sẽ từ từ dần có cái feeling như tôi. Ok, mọi người cố gắng làm homework, finish cho tốt, then you know, cái đó là nâng cao kiến thức của mọi người. Have a wonderful day and thank you. See you tomorrow. Have a good day, okay?